Xin kính chào quý khán thính giả và kính mời quý vị cùng trở lại theo dõi chương trình The Kim Nhung Show với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Kính thưa quý vị, chương trình The Kim Nhung Show với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa trong tiết mục hàng tuần ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao không thể tin vào thống kê của Trung Cộng. Chỉ vì vài năm trước, thế giới đã nói đến việc kinh tế Trung Cộng vừa vượt Nhật năm 2010 và có thể là bắt kịp Hoa Kỳ trong mấy năm tới. Và thế rồi các thị trường tài chính quốc tế họ vẫn rất bàng hoàng vì cái mức nợ của kinh tế ở xứ này đã tăng gấp đôi sản lượng hàng năm. Và sau đấy người ta còn được biết rằng kinh tế Trung Cộng khó đạt tới mức tăng trưởng 9-10% như là trong quá khứ, mà có thể hạ cánh một cách rất là nặng nề để rồi trôi vào một cái giai đoạn suy trầm kéo dài. Vì sao lại có những cái chuyện bất ngờ như vậy? Kim Nhung hôm nay trong câu chuyện của Thời sự ngày mai sẽ nêu một vài câu hỏi với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin kính chào anh Nghĩa. Xin chào cô Kim Nhung. Kính chào tái ngộ quý khán giả. Dạ vâng, thưa anh. Anh là người theo dõi về vấn đề tình hình kinh tế Trung Cộng đã từ lâu. Trong những show trước thì Kim Nhung đã biết là anh đã từng phủ nhận là không có một cái phép lạ với nền kinh tế của Trung Cộng. Và anh cũng còn tiên đoán rằng là cái khủng hoảng hay là thoái trào sẽ xảy ra ở tại xứ này. Như vậy thì kỳ này chúng ta có thể tìm hiểu thêm cái khía cạnh dù nhỏ nhưng mà lại đang đi nghiêng về vấn đề chuyên môn và về cái cách thiết lập thống kê, mà ta tìm hiểu vì sao cái thống kê của Trung Cộng lại không đáng tin, thưa anh. Cái tình trạng mà mình căn cứ trên cái tình hình kinh tế của một cái nước nó rất rộng, rất lớn, nó khá đa diện mà nó phức tạp đó. Thì một phần đó là mình căn cứ trên lượng định của do chính họ công bố ra. Có thể là chút nữa mình sẽ giải thích ra rằng họ công bố và họ thu thập thống kê nó như nào. Một phần đó là có cách đánh giá của cái thế giới ở bên ngoài. Thế giới bên ngoài thì đầu tiên là những cái nhà đầu tư. Và trong số những nhà đầu tư đó là quan trọng nhất là Hoa Kỳ. Và những cái người mà gọi là làm môi giới về đầu tư đó, tức là những cái người có mồi đó. Trong đó thường hận những trường hợp và nhân vật khá nổi tiếng giống như là ông Henry Kissinger chẳng hạn đó. Thì khi mà có những nhân vật có thẩm quyền, những cái công ty lớn như vậy mà họ kêu gọi làm chuyện đó thì mọi người đều cứ hồ hởi theo. Và cái mà kinh tế người ta gọi là cái phản ứng bầy đàn đó, tức là thấy mọi người đổ xô lên mua cái gì đó, nghe nó lên giá, mà quả nhiên nó lên giá thật thì nhào vào mua theo. Và sau đó cuối cùng sau là bị chưng hửng. Thì Hoa Kỳ cũng đã từng bị những cái chuyện chưng hửng như vậy về chính nền kinh tế của mình. Âu Châu cũng vậy, thì Trung Quốc cũng như vậy, thưa cô. Dạ vâng. Khi mà anh phân tích đến đây đó thì Kim Nhung thấy là cái vụ mà anh bác bỏ Trung Cộng không có phải là cái phép lạ, nhưng mà Kim Nhung cho đó nó là cái phép lạ, bởi vì cái sự thống kê về vấn đề thu thập theo cái cách mà làm láo mà báo cáo hay, đây là một cái nhược điểm chính trị mà Trung Cộng đã để lộ. Vậy thì làm sao họ có thể vươn lên thành một cái cường quốc kinh tế đứng hàng thứ nhì trên thế giới mà lại không có dựa vào vấn đề may rủi hay là phép lạ, thưa anh? Tôi nghĩ rằng là họ đi theo một cái chiến lược mà họ không có phát minh ra. Họ học theo Nhật Bản, học theo các nước Đông Á, những kỳ trước chúng ta đã nói rồi đó. Nhưng mà trong thực tế ra đó thì làm sao họ biết được rằng là cái cỗ xe mà họ đang đẩy đó nó đi đến đâu, nó ra làm sao và trước mặt nó như thế nào, vân vân đó. Thì cái đó phải có một cái gọi là lượng định về cái tình hình thực tế, tức là về cái hệ thống thống kê. Và cái hệ thống thống kê của họ đó nó không có khả tín, nó không có đáng tin. Trước đây đó, tức là sau khi mà Mao Trạch Đông gọi là chiến thắng ở tại Hoa Lục đó mà xây dựng cái Cộng hòa xã hội chủ nghĩa của Trung Hoa đó, thì ông cũng đã chủ quan duy trì, ông thực hiện một số những cái công trình, thí dụ như công nghiệp hóa một cái cách duy trì theo kiểu của ông đó. Mỗi một đơn vị hương chấn ở dưới, tức là từ những cái xã ấp nó lên đến tận trên đó là đều có những cái nhà máy gọi là luyện kim bỏ túi, mà và đưa ra những cái chỉ tiêu và mọi người đều thi đua lên và báo cáo lên trên thành tích nó như vậy. Cuối cùng sau đó nó là cái sự sụp đổ hoàn toàn. Và thứ nhất là những nhà máy luyện kim nó không thành hình, không có cái chuyện công nghiệp hóa theo cái kiểu gọi là, xin lỗi, nó nhà quê như vậy đó. Và trong khi đó là 36 triệu người đến 40 triệu người bị chết. Thì lúc đó, thì năm 1979 thì họ thấy rằng là sai thì họ cũng có phải sửa sai. Và sửa sai đầu tiên cả đó là lãnh đạo phải biết được cái tình hình thực tế, thì họ phải sửa sai cả cái trong cái hệ thống thống kê nữa, thưa cô. Và cái chuyện đó nó cũng vẫn không thành công. Tôi lấy thí dụ như là
ngay trong cuối tháng vừa rồi, cuối tháng trước đó, thì nó có một cái cơ quan, cái này chắc là cô cũng có để ý, cô có theo dõi đấy, một cái cơ quan gọi là về thẩm định về tài chính của tỉnh Quảng Đông. Họ chi hô lên rằng là tại sao trong 5 tháng đầu năm nay đó, đó thì cái số điện tiêu thụ của tỉnh đó, đó nó giảm 0,1% trong 5 tháng so với lại cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó đó, đó thì nói rằng là cái mức tăng trưởng của tỉnh đó, đó nó lên đến 13%. Thì khi chúng ta hiểu được rằng là nếu mà có tăng trưởng tức là sản xuất gia tăng đó, đó thì cũng phải xài điện nhiều hơn chẳng hạn, này tại sao mà hai cái con số nó trái ngược như vậy, và tính chính cái tỉnh Quảng Đông họ mới nêu cái vấn đề đó ra. Và tỉnh Quảng Đông đó, đó là cái nơi mà thu thập được 32% tổng số xuất cảng của Trung Quốc, riêng cho cái tỉnh đó thôi. Và xuất cảng đó, đó là nó chiếm hơn 60% cái sản lượng kinh tế của tỉnh. Nếu mà cái tình hình ở đó mà nó sa sút như cái con số tiêu thụ về điện đó, thì tức là cho thấy rằng là cái tình hình đó nó nguy ngập hơn là người ta nghĩ, thưa cô. Dạ vâng. Vâng, khi vừa rồi đó anh mới cho biết là cái info mà trong cái vấn đề báo cáo cái số lượng tiêu thụ trong tỉnh giảm chỉ có 0,1%, nhưng mà trong khi cái thống kê về sản lượng trong tỉnh cùng kỳ thời gian đã lại báo cáo là tăng gần 13%. Đó rõ ràng là cái vấn đề mà có cái lắm sự sai báo cáo hay, đúng. Đúng. Dạ. Thì tôi nghĩ nơi cái lý do nó như thế này này. Rút kinh nghiệm từ những cái chuyện gọi là bước nhảy vọt vĩ đại mà làm mấy chục triệu người chết đó, và Trung ương không biết tình hình ở dưới đó, đó thì từ năm 79 về sau họ cũng có đưa ra một cái hệ thống cải cách về thống kê. Và gần đây nữa đó là tức là hồi đầu năm 2009 đó, đó thì họ cũng đã có một cái chương trình thứ nhì nữa. Nhưng mà căn bản nó vấn đề nó như thế này. Nó nằm trong cái hệ thống chính trị của Trung Quốc. Tất cả, thí dụ như là cái cục thống kê quốc gia, cơ quan trung ương, hoặc là những bộ thương mại bên này, ngân hàng trung ương ở bên kia, họ đều có cái tổ chức hàng dọc xuống dưới các địa phương, và cơ quan nào cũng vậy, cũng thu thập những cái dữ kiện thống kê chuyển dần dần lên trung ương. Nhưng mà những cái người đảng viên và cán bộ mà làm việc ở tại mọi cấp địa phương đó, đó, họ có cái nhiệm vụ sở dĩ mà họ ngồi được vào cái chỗ đó, đó là do thượng cấp quyết định, chứ không phải là do người dân ở dưới bầu lên giống như các cái nước dân chủ khác. Thành ra họ cần làm vui lòng thượng cấp hơn là họ để ý đến cái quan tâm ở dưới. Và khi mà ở trên mà nói là phải làm thế này, phải làm thế kia đó, đó thì họ phải cố gắng họ vượt chỉ tiêu. Tức là mỗi một cấp từ dưới thấp nhất lên đến trên, mỗi một cấp lại cộng thêm một cái tôi gọi là cái hệ số tô hồng hoặc là hệ số tân công đó. Thì cuối cùng ở trên đó là cộng lại cái con số tổng hợp đó, đó thì là nó làm con số nó sai lạc hẳn. Và Trung ương cũng không biết được. Cái thí dụ mà ai cũng nói đến, trừ những cái người đầu tư ở tại Mỹ này, trừ những cái nhà đầu tư mà có gian ý, gọi là quảng cáo cho những cái người khác bỏ tiền vào, gọi là ca tụng cái nền kinh tế, gọi là cái phép lạ kinh tế của Trung Quốc đó. Nếu mà tính theo cái cục thống kê quốc gia của họ đó, đó, tổng sản lượng kinh tế của Trung Quốc, thí dụ như là con số là ngần này, mà giờ nếu mà mình cộng lại tổng sản lượng của 31 tỉnh và thành phố lớn Trung Quốc, tất cả các đơn vị đó, thì chúng ta có con số khác hẳn, lớn hơn gấp bội. Cái sai biệt nó từ 500 cho đến 900 tỷ đô la một năm. Thì tức là đấy là những cái con số mà mình thấy rằng là nó không đáng tin là trong cái tinh thần đó, thưa cô. À vâng vâng, có nghĩa là bây giờ bề ngoài đó thì chúng ta thấy là quả một cái bức tranh thật là đẹp, nhưng mà phía bên trong đó đó nó chỉ là mỗi một tầng đó lại xây lên một cái chỉ số gian dối, và nếu mà tổng hợp lên trên đó là từng nấc một đó, đó thì tức là trên qua 10 nấc khác nhau đó, đó thì cái mức độ gian dối nó cao hơn. Và lý do căn bản là về nằm trong hệ thống chính trị của họ, là những cái người đảng viên cán bộ họ chỉ chịu trách nhiệm với người ở trên, là cái người mà sẽ cho được họ được thăng quan tiến chức, họ không chịu trách nhiệm với lại cái người dân ở dưới. Thành ra tỉnh nào cũng nói năm nay chúng tôi đã làm được nhà máy này, có thu dụng được người này người, thí dụ như là về nạn thất nghiệp chẳng hạn, họ không có nói đến những cái chuyện hủy hoại môi sinh, họ không nói đến những cái chuyện mà gọi là nó có tính chất tiêu cực của cái tình hình thực tế. Thì tổng cộng trên thì Trung ương thấy rằng là cũng được, và phóng nó ra ngoài đó là một cái hình ảnh nó quá đẹp so với lại cái thực tế của nó. Vâng, anh vừa trình bày trong 30 năm
sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Cộng tức là được thành lập thì lãnh đạo họ cũng khó biết về cái tình hình thực tế bên dưới. Sau cái sự cải cách trong 30 năm liền từ năm 1979 cho đến năm 2009 thì tình hình có khá hơn không? Sao mà lại có thêm một cái đợt cải cách về kỹ thuật về thống kê vào năm 2009 thưa anh? Họ cải cách về cái việc đó là họ cũng đưa ra một vài ba số những cái mà nó về gọi là về kỹ thuật về thống kê đó. Tức là họ nói rằng là nếu mà bây giờ đó là đưa ra con số so với lại cùng kỳ của năm ngoái, tức là đưa con số mà nó là 12 tháng, trong khi ở các nước khác đó thì họ từ hàng tuần hay họ hàng tháng, tức là khác biệt hàng tuần hàng tháng đó là họ phải biết ngay. Thì khi mà họ đưa ra cái con số nó lớn như vậy và nó không có cập nhật đó, thì tức là họ bảo rằng là bây giờ đó là mỗi một tháng đó là phải lượng định và so từ tháng này qua đến tháng sau, để nếu mà thấy nếu có cái gì sai chạch đó thì sửa. Cái chuyện thứ nhì nữa đó là thí dụ như một cái nước nó rộng như là Trung Quốc, nó rộng, nó diện tích nó bằng nước Mỹ, thì không thể nào mà 31 hay là mùng 1 của tháng sau đó mà có hết được cả thống kê của các nơi, của ngần ý tỉnh nữa. Tất cả. Thì những cái chuyện mà đưa lên đó tức là họ làm lượng định về cái khảo sát đó nó sớm hơn và nó không có trung thực. Và cái thứ nhì nữa đó là mọi quốc gia đó là họ đều biết rằng là đưa lên con số, trường hợp của Hoa Kỳ cũng như vậy, họ đưa con số là cái con số gọi là số sơ khởi, sau đó là họ vẫn tiếp tục họ nghiên cứu, họ khảo sát, họ tìm thêm và họ điều chỉnh. Thì trường hợp của Trung Quốc như vậy, nhưng mà cái chuyện căn bản nhất là ngoài cái việc gọi là cái chỉ số tô hồng hay là cái hệ số tân công như tôi vừa mới nói hồi nãy đó, các tỉnh đó còn muốn rằng là qua những cái thống kê mà đưa lên thượng cấp đó trình bày ra những cái hình ảnh sai lạc của Trung ương để tác động vào những cái quyết định của Trung ương. Và cái mà chúng ta nói đến cái hiện tượng tập trung quyền hạn với lại phân tán quyền hạn hay là ủy quyền ở các cái xã hội khác, thì xã hội Trung Quốc nó cũng có cái đó, nó có từ ngàn đời rồi. Và ngày xưa đó thì họ tranh giành ảnh hưởng với nhau đó là qua chính trị, qua quân sự. Những cái người mà lãnh chúa mỗi người một vùng đó, rồi họ trưng thu thuế của người dân ở dưới để họ nộp với Trung ương để họ củng cố cái quyền lợi của họ. Thì trong cái hệ thống chính trị bây giờ ở Trung Quốc đó thì nó có thêm một cái khác nữa, đó là thống kê. Tức là họ dựa vào những cái thống kê để họ tác động vào cái quyết định của Trung ương và họ cản trở một số những cái biện pháp cải cách của Trung ương, viện dẫn những cái thống kê đó. Và vì vậy cuối cùng sau là nó đưa ra một cái hình ảnh nó rối bù chứ nó không có giống như là người ta tưởng tượng ở bên ngoài. Dạ vâng, các anh vừa phân tích thì nó càng ngày càng rối bù. Nhưng mà sau một vài thông tin thương mại, Kim Nhung lại phải trở lại để mà hỏi anh trong cái câu hỏi là làm thế nào chúng ta có thể đánh giá đúng. Bởi vì là từ những cái nhiều năm trước thì anh cũng đã có từng đánh giá Trung Cộng không có mạnh như người ta nghĩ và cũng như dự báo có thể sẽ khủng hoảng.